Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Tân Lạc. Đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc, cùng sự tham gia của một số chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội cùng 30 doanh nghiệp, công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch trong ngoài tỉnh, các cơ quan truyền thông của tỉnh và trung ương. Huyện Tân Lạc có nhiều phong cảnh đẹp, lưu giữ vẻ hoang sơ, hùng vĩ cùng với khung cảnh làng quê thanh bình. Vùng đất còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa, vật thể có giá trị. Trong chương trình khảo sát, đoàn đã thăm trải nghiệm đi bè mảng trên đập U Tà, khám phá di tích cấp tỉnh danh thắng Thác Trang, xã Nhân Mỹ, trải nghiệm và khám phá thác Thung, xã Quyết Chiến, khảo sát tuyến đi bộ đồi U Bò, ao Mó, điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến, tuyến đi bộ leo núi khám phá động Nam Sơn, xã Vân Sơn, khảo sát tuyến Vân Sơn, khách sạn Hùng Mạnh, thị trấn Mãn Đức. Qua đánh giá của đoàn khảo sát, đây là các tuyến điểm giàu tiềm năng, có cơ hội đón khách quốc tế và khách nội địa. Vị trí địa lý thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch địa phương nói chung, vùng cao của huyện nói riêng. Các thành viên đoàn cũng kiến nghị địa phương quan tâm nghiên cứu quy hoạch du lịch nghỉ dưỡng gắn với khám phá trải nghiệm, khắc phục điểm yếu về giao thông, kết nối nội vùng, liên vùng, hạ tầng dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ, các hoạt động dịch vụ địa phương, đầu tư chuẩn hóa điều kiện tham quan tại các điểm du lịch. Bên cạnh đó, huyện cần phát huy yếu tố bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, xác định điểm nhấn, tài nguyên để tăng sức hấp dẫn cho du khách. Các câu lạc bộ lữ hành tham gia chương trình khảo sát sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của huyện, đặc biệt là tuyến điểm du lịch mới, hỗ trợ đưa khách đến khám phá, trải nghiệm. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Chí Huyên trân trọng những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tiếp thu và sớm có phương án khắc phục những ưu nhược điểm đã được nêu ra. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các công ty, đơn vị du lịch nhằm góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa 3 xã vùng cao của huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.